Em chào chị, bây giờ thì phẫu thuật xong rồi thì không biết là hiện tại cái tâm trạng của mình như thế nào? Chị còn thấy lo lắng hay còn hồi hộp nhiều không? Dạ không ạ. Rất là thoải mái đúng không ạ? Trong lúc phẫu thuật thì chị cảm nhận ra sao? Chị có thấy khó chịu hay có đau gì nhiều không ạ? Dạ không, hơi tê lúc, hơi đau lúc tiêm thấy. À, lúc tiêm tê mình sẽ hơi nhói một chút xíu đúng không ạ? Tuy nhiên là cái thời gian đấy thì mình cũng chỉ rất là ngắn thôi, chỉ khoảng ít giây thôi đúng không ạ? Và khi mà đã có thuốc tê rồi thì trong suốt quá trình phẫu thuật khách hàng của chúng tôi sẽ có tâm trạng rất là thoải mái và nhẹ nhàng nhé. Trước đây thì chị gặp phải cái tình trạng mũi như thế nào, mình có chia sẻ thể chia sẻ một xíu không? Mũi sống thấp và đầu mũi hơi bị to. À, mũi sống mũi thấp và đầu mũi to, và chúng ta sẽ cùng Phương nhìn ngắm ngay cái tình trạng trước khi mà khách hàng thực hiện phẫu thuật để thấy được sự khác biệt. Đây các bạn thấy là trước đây thì ở góc độ nghiêng chúng ta thấy rõ là cái phần sống mũi của khách hàng khá là thấp, đặc biệt là cái phần gốc mũi nhá, còn đầu mũi thì to và nó tròn, nó cụp xuống, nó chưa có cái độ bay. Ở góc độ thẳng thì các bạn thấy rõ là cái phần sống mũi này nó rất là bè sang hai bên, và cái phần gốc mũi thì to này, nhất là từ gốc mũi đến đầu mũi thì cái chiều dài nó cũng khá là ngắn. Và ngày hôm nay thì để tạo cho khách hàng một chiếc mũi cao thanh tú thì bác sĩ của chúng tôi sẽ đặt sụn nhân tạo vào cái phần sống mũi, và đầu mũi thì sẽ được bọc bằng sụn tai, được lấy từ sau tai của khách hàng nhá. Đây là sụn tự thân của chính khách hàng, thì khi vào bọc vào đầu mũi thì sẽ giúp đầu mũi của khách hàng mềm mại tự nhiên, sẽ tránh được cái tình trạng là bóng đỏ hoặc là bị lộ chất liệu sau này đó. So với trước đây thì các bạn thấy đầu mũi được bác sĩ can thiệp để làm tăng cái độ nhô, độ bay của đầu mũi rất là phù hợp đúng không ạ? Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Ngày hôm nay sau khi trải nghiệm tại Phương Cúc thì chị cảm nhận như thế nào về dịch vụ ạ? Em cảm thấy rất hài lòng và yên tâm. Dạ vâng ạ, hiện tại mới làm xong thì mình can thiệp vào phần mũi của mình thì nó sẽ hơi sưng nề một chút xíu nhá. Và thuốc tê thì vẫn còn, nhưng sau này khi mà mũi của mình nó vào form dáng thì nó sẽ ôm dọc vào cái sống mũi này của mình, nó sẽ thon gọn hơn. Vâng, nên là mình đừng có lo lắng về cái tình trạng này nhá. Và một lát nữa thì mình sẽ được xuống dưới phòng hậu phẫu. Ở đó thì mình sẽ được chườm mát này, sẽ giúp cho mình giảm sưng nề rất là hiệu quả. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.